Em có một điều muốn nói với cả ba vị ban giám khảo và nhất là host Hùng Giang. Wow, chắc bị lỗi luôn quá. Em chắc chắn sẽ làm ba vị giám khảo bất ngờ về thần thái của em. Em cứ nói chuyện mà em cứ nói theo kiểu cách bao biện ấy. Em đã từng là một chàng trai rất là béo. Câu chuyện mà em rất béo và em đã giảm cân chị nghe rất nhiều nãy giờ. Không nên du ngủ mình ở bên trong tất cả những cái tư duy và những cái thông tin mình chỉ thu thập được một chiều. Các anh các chị ở đây làm sấp mày sấp mặt, tuổi thì đã có mà tên nhiều lúc còn chẳng thấy đâu. Thời trang là một mảnh đất vô cùng phù phiếm, chưa biết là một bước sẽ lên mây hay một bước là sẽ xuống đất. Xin mời thí sinh tiếp theo. Mình tên là Trần Quốc Bảo Anh, mình năm nay 19 tuổi. Xin chào, tôi là Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1995, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi vào thi phần thi này thì em cũng đã xác định là sẽ nhận lời chê là thể hình mình không đẹp. Nhưng em có một điều muốn nói với cả ba vị ban giám khảo và nhất là host Hương Giang. Wow, chắc bị lỗi luôn quá. Em xin lỗi Võ Hoàng Yến, em xin lỗi chị. Không, chị không phải vấn đề đó, cứ nói đi em. Em đã từng là một chàng trai rất là béo, em nặng 86 cân và để mà giảm được xuống như thế này, em đã phải nỗ lực rất là nhiều. Câu chuyện mà em rất béo và em đã giảm cân chị nghe rất nhiều nãy giờ. Và ngày hôm qua, chị nói thẳng có một bạn là từng là học trò của chị thi mà chị cho rớt luôn. Bạn nó nặng 112kg là còn kinh khủng hơn em đó, nhưng mà vẫn sao rớt. Em biết đối với vị trí của ba ban giám khảo thì phải công bằng. Thể hình của em là không bằng mọi người, nhưng em có khuôn mặt và có đôi mắt. Nếu em có cơ hội để vào vòng tiếp theo, em chắc chắn sẽ làm ba vị giám khảo bất ngờ về thần thái của em. Quan trọng nhất là thần thái đồng ý. Nhưng khi á, giám đốc sáng tạo chẳng hạn giao cho em một yêu cầu phải có khoe cơ thể của mình thì làm sao đạt được cái bức hình ở đây? Em có tìm hiểu rất nhiều về thời trang và quan niệm của mỗi một nơi, một vùng về thời trang là khác nhau, về vẻ đẹp là khác nhau. Ví dụ như người phương Tây, người béo ở bên đó lại đẹp hơn người gầy. Vì sao khi lên ảnh họ có những đường cong mà người gầy không có? Em cứ nói chuyện mà em cứ nói theo kiểu cách bao biện ý. Khi mình nói chuyện mà mình muốn học hỏi, mình nên mở mọi việc ra. Chúng ta sẽ cùng trao đổi và chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện cái ý kiến đó, đúng không nào? Anh không phủ nhận chuyện là sẽ có những người mẫu béo, có những người mẫu gầy. Và ở nhiều nước phương Tây, họ còn casting cả những người bình thường và có những cái tỷ lệ khác đi so với tỷ lệ chuẩn. Để làm gì? Để làm điểm xuyết và để làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Nhưng ở đây, tụi anh có những tiêu chí riêng của chương trình này. Anh không nói là em xấu hay em không xấu. Anh chỉ nói là em không phù hợp về tiêu chí cơ thể hiện tại. Đây là cái sự đóng góp của anh cho lớp trẻ tụi em. Không nên du ngủ mình ở bên trong tất cả những cái tư duy và những cái thông tin mình chỉ thu thập được một chiều. Các anh các chị ở đây đi ra ngoài đời làm sấp mày sấp mặt, tuổi thì đã có mà tên nhiều lúc còn chẳng thấy đâu, mà còn chưa dám bao biện gì. Không lẽ anh chỉ chọn em chơi trong cuộc thi cho vui đúng không? Anh phải chọn được những người mà khi mà ra khỏi cuộc thi, các nhà thiết kế phải lựa chọn họ chứ. Bọn anh không làm cuộc thi để chơi. Theo như ý anh nói là em bao biện, nhưng mà thật sự khi mà đến đây thì em mang trong mình gọi là một cái lửa của tuổi trẻ. Em có cái lửa của tuổi trẻ, anh có cái lửa của tuổi già. Mà cái lửa của tuổi trẻ là muốn bùng cháy để gọi là minh chứng cái bản thân mình. Còn cái lửa của tuổi già là gì? Là muốn là cái đốm lửa dẫn đường ấy, để cho vệt lửa của tuổi trẻ nó đi đúng. Thời trang là một mảnh đất vô cùng phù phiếm, chưa biết là một bước sẽ lên mây hay một bước là sẽ xuống đất. Một năm nữa cho anh một cái thể hình chỉ cần đúng thôi, chưa cần đẹp, chắc chắn cơ hội nó sẽ thuộc về em.
Đón xem series Việt Nam Next Top Model Casting 19 được phát sóng hàng ngày vào lúc 19 giờ bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2020 trên Facebook chính thức của chương trình và hệ thống các kênh digital của Multimedia DSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/vnntm. Lần đầu tiên, B Academy kết hợp với Vietnam Next Top Model cho ra mắt khóa học B Academy X VNTM. Cơ hội duy nhất trong năm dành cho những bạn trẻ đam mê nghề người mẫu và chương trình truyền hình thực tế đình đám Người mẫu Việt Nam, Vietnam Next Top Model. Bạn đang có ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp, bạn đang muốn trải nghiệm những thử thách đầy cam go như một thí sinh thực sự trong chương trình. Hay cơ hội được hướng dẫn bởi những giám khảo chuyên môn cũng như những người mẫu hàng đầu bước ra từ Vietnam Next Top Model. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội làm việc với nhà sản xuất và ekip chuyên nghiệp của Multimedia DSC cùng với việc nhận về những cơ hội làm việc và giải thưởng vô cùng hấp dẫn. Nhanh tay đăng ký để giành lấy một tấm vé cho khóa học vô cùng đặc biệt này. Đăng ký ngay tại hotline 0938072115 hoặc truy cập fanpage facebook.com/BU Academy.